Năm là 14 tháng 12 2018 thì tôi kiểm tra lại cái bệnh nhân bị liệt dây chằng số 6 này, bị lát lát mặt trong. Hôm nay bệnh nhân đáp ứng rất là tốt, thấy bệnh nhân nhanh nhẹn tôi cũng rất là mừng. Anh còn nhớ hôm anh đến không? Đến đây nhìn chán đời lắm, khổ lắm, nhìn đi không đi được mà có nhìn thấy gì đâu, cái mắt nó lát hẳn vào trong. Anh bị này lâu chưa? Tháng. Thế trước là chữa ở viện nào? Trước đi Bạch Mai. Thì bây giờ uống thuốc rồi cái gì? Thuốc cơn, nó chuẩn xác 20 ngày.